Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 243. Để giữ cho hương thơm không thay đổi, thậm chí việc căn bản là muốn nâng cao chất lượng của hương thơm, đây không phải là điều mà các luyện đan sư thông thường có thể làm được. Độ khó của việc luyện chế đan dược này ít nhất cũng ngang bằng với đan dược cấp 17. Chưa đầy nửa giờ, Ngô Bình đập vào lò luyện đan, dùng tay kích hoạt 24 loại đan quyết, đan dược trong nháy mắt thành hình. Đan khí hợp nhất và ngay lập tức chia ra thành 6 phần, đó là 6 viên đan dược trong suốt và trong mỗi viên đan dược đều có một luồng khói chuyển động. Nhưng khi ngửi thì đan dược không có mùi vị gì cả, vì toàn bộ mùi thơm đều được gói gọn bên trong. Kim Huyền Sương cầm lấy đan dược, đôi mắt đẹp sáng lên, nói, đúng là một loại đan dược thần kỳ, cảm ơn Lý Huynh. Ngô Bình, không có việc gì, ta muốn hỏi một chút, đan dược này là cho ai? Kim Huyền Sương cười nói, ta có một người bạn, thể chất khá đặc biệt, trên người có một mùi tanh thoang thoảng. Có lẽ mùi thơm này có thể che đi mùi tanh trên người nàng ấy. Ngô Bình, mùi tanh à? Vậy e là loại đan dược này không thích hợp, mùi cơ thể như vậy thường là bẩm sinh, cho nên cần phải cải thiện thể chất. Hắn suy nghĩ một chút, nói, ta có một viên ngọc cốt đan, trước tiên hãy uống viên đan dược này, mùi tanh sẽ biến mất. Nói xong, anh lấy ra một bình đan dược đưa cho Kim Huyền Sương, nói, đây là do ta luyện chế khi rảnh rỗi, thử xem sao. Kim Huyền Sương rất vui mừng nói, cảm ơn ngươi rất nhiều. Lúc này đột nhiên có người xông vào, hắn ta là một tu sĩ nhân tộc, cao lớn cường tráng, để bộ râu đen dày. Người này nhìn thấy Ngô Bình liền nghiêm mặt nói, đây là nơi ngươi có thể ở sao? Cút đi! Người này rất kiêu ngạo, vừa mới tới đã muốn đuổi Ngô Bình ra ngoài, căn bản không coi trọng anh. Kim Huyền Sương khẽ nhíu mày, nói, thần Thái Hư, ngươi dám xông vào phòng của ta. Tu sĩ tên thần Thái Hư cười nói, Huyền Sương, ta đến thăm ngươi. Ngô Bình, không mời mà đến, đúng là một tên vô học, lập tức cút khỏi đây. Anh vừa nói vừa đưa tay đẩy ra, một luồng sức mạnh mạnh mẽ thổi thần Thái Hư bay ra ngoài. Tên kia giận dữ gầm lên và lại định lao vào, nhưng Ngô Bình đã đi ra ngoài. Kim Huyền Sương nghe thấy bên ngoài có mấy tiếng động lớn, tiếp theo là tiếng xương gãy, sau đó là tiếng kêu thảm thiết của thần Thái Hư. Một lúc sau, Ngô Bình bước vào, xách thần Thái Hư trong tay. Tuy nhiên, thần Thái Hư lại bị gấp thành một hình vuông như gấp chăn vậy, sau đó dùng dây thừng trói lại, trùng hợp là trên khuôn mặt anh hùng của hắn ta có hai sợi dây thừng vắt ngang, trông rất buồn cười. Kim Huyền Sương mím môi cười, Lý Huynh không chỉ giỏi thuật luyện đan, mà vũ lực cũng rất mạnh mẽ. Thần Thái Hư là hóa thân của hư không chi chủ, thực lực của hắn ta không hề tầm thường, vậy mà lại bị khuất phục chỉ trong chỉ tích tắc. Ngô Bình, loại người như vậy hay thích bị đánh? Anh vừa dứt lời, không gian vặn vẹo. Một khuôn mặt đáng sợ xuất hiện, giống như mặt của một con khỉ đầu chó, đôi mắt đỏ như máu và con ngươi hình ngôi sao sáu cánh. Ngay khi khuôn mặt đó đang định nói gì đó với Ngô Bình, một bàn tay to đột nhiên xuất hiện và dùng một chưởng đập nát khuôn mặt đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, Kim Huyền Sương nói, vị hư không chi chủ này thật to gan, dám ra oai ở núi Thần Côn Luân, mẫu thân của ta sẽ dạy cho hắn ta một bài học. Ngô Bình cười nói, hẳn là hắn muốn đưa nhiều sức mạnh hơn đến để dạy ta một bài học. Nhưng không sao, cho dù cường giả kỷ nguyên tới, ta cũng không sợ. Kim Huyền Sương càng thêm khâm phục Ngô Bình, cô ta cười nói, Lý công tử, nơi này toàn là khách khứa, chán lắm, hay là đến chỗ ta ở ngồi một lát. Ngô Bình gật đầu, được. Kim Huyền Sương nói với Hoa Thần ở bên cạnh, Hoa Thần đến phòng khách uống trà trước đi. Cô ta cũng không mang theo Hoa Thần mà mang theo Ngô Bình biến mất ngay tại chỗ. Hoa Thần mỉm cười, lẩm bẩm. Huyền Bình Quân đúng là có sức hấp dẫn, Kim Huyền Sương đã bị rung động. Kim Huyền Sương dẫn Ngô Bình đi đến một sơn cốc, trong sơn cốc có trăm hoa đua nở, vô số con bướm xinh đẹp bay lượn, còn có một dòng sông nhỏ chảy dọc theo sơn cốc, tạo thành một hồ nước ở bên trong. Trong hồ có vô số cá bơi lội. Trong sơn cốc có một khoảng sân nhỏ, trong sân có bốn gian nhà lợp ngói, trước cửa có một con hổ đen đang nằm, trên cây có giá cho chim đậu, có một con vẹt đang đậu trên đó. Kim Huyền Sương dẫn Ngô Bình vào trong sân, một con vượn trắng từ bên cạnh đi ra, mang tới một cái bàn và hai cái ghế. Còn mấy con chim bay đáp xuống đất, hóa thành những cô gái mặc áo trắng bưng trà đến. Ngô Bình nhìn chung quanh, cười nói, đây là nơi ở của Kim cô nương à, môi trường thật sự rất tốt. Kim Huyền Sương, nếu Lý Huynh không ngại, có thể gọi ta là Huyền Sương. Ngô Bình gật đầu, được. Kim Huyền Sương, trước giờ ta không thích giao tiếp với thần tộc bên ngoài.
thay vào đó, ta thường lén lút đến chỗ của nhân tộc. Nhưng lúc đó chỗ của nhân tộc rất hỗn loạn, thường xuyên có chiến tranh với dị tộc nên ta thường đổi địa điểm. Ngô Bình biết thân phận của Kim Huyền Sương, phụ thân ruột của cô ta chính là Thiên Đế, liền hỏi, Huyền Sương, nghe nói phụ thân của ngươi là Thiên Đế. Mà Thiên Đế cũng là nhân tộc. Kim Huyền Sương cười nói, mọi người đều nói như vậy, nhưng sự thật không phải như vậy. Thiên Đế là một nhân vật từ xa xưa, còn ta chỉ mới sinh ra mấy trăm năm, sao ta có thể là con gái của ông ta được? Ngô Bình, thì ra lời đồn thổi bên ngoài là sai sự thật. Kim Huyền Sương, cũng không thể nói là sai được, năm xưa Thiên Đế có để lại một hóa thân ở nhân tộc, ông ta vẫn luôn ngủ say. Sau đó không biết tại sao lại tỉnh lại, đó chính là phụ thân của ta. Nhưng ta chưa bao giờ gặp ông ấy, vì khi mẫu thân mang thai ta không lâu thì ông ấy đã mất tích. Ngô Bình gật đầu, nếu nói như vậy, Huyền Sương, người vẫn có một nửa huyết mạch của nhân tộc. Kim Huyền Sương cười nói, đúng vậy, cho nên ta mới thích sống ở nơi của nhân tộc, rất náo nhiệt. Ngươi nhìn nơi này đi, ta đã bắt chước theo một nơi ở của một nhân tộc. Ngô Bình cười nói, ta là Đông Huyền Thánh Hoàng của nhân tộc, ta đang xây dựng huyền kinh. Nếu có thời gian, ngươi có thể tới đó chơi với ta. Hai mắt Kim Huyền Sương sáng lên, thật sao? Vậy ta nhất định phải đi. Hai người uống trà trò chuyện, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện ở thần cung Côn Luân. Ngô Bình thản nhiên hỏi cô ta, Huyền Sương, ta đã từng nhìn thấy một người tên Kim Song Nhi ở trong mơ, có vẻ ngoài giống hệt với ngươi. Kim Huyền Sương cười nói, hình như ta cũng đã từng nằm mơ thấy ngươi, hẳn là đã rất lâu rồi, ta nhớ không rõ. Ngô Bình nhìn cô ta, đột nhiên duỗi ngón tay ra, đưa những ký ức kia cho Kim Huyền Sương. Đột nhiên, cảm xúc và ký ức của Kim Song Nhi trong nháy mắt dung nhập vào trong suy nghĩ của Kim Huyền Sương. Cô ta vốn đã phải lòng Ngô Bình, bây giờ cô ta đã biết mọi thứ về Kim Song Nhi. Cô ta đột nhiên buồn bã nhào vào trong ngực Ngô Bình, trong đôi mắt xinh đẹp rưng rưng nước mắt, Bác ca, ta rất nhớ ngươi. Trong khoảnh khắc này, chẳng phải cô ta chính là Kim Song Nhi đó sao? Ngô Bình ôm lấy người bị lạc mất bấy lâu nay, nhẹ giọng nói, sau này ngươi sẽ không bao giờ biến mất nữa. Hai người ôm nhau, đột nhiên nghe thấy trong không khí có tiếng cười khẽ. Kim Huyền Sương vội vàng rời khỏi vòng tay Ngô Bình, tức giận nhìn về phía sau. Không biết từ lúc nào, một người phụ nữ với thân hình nóng bỏng và vẻ đẹp vô song đứng đó, đôi chân dài, mái tóc dài màu đỏ rực và đôi lông mày rất đẹp. Kim Huyền Sương trợn mắt nhìn cô ta, Vũ Thần tỷ tỷ, hôm nay ta mời ngươi tới đây để biểu diễn khiêu vũ cho mọi người xem, ngươi tới chỗ của ta làm gì? Vũ Thần khẽ mỉm cười nói, ta nghe nói Huyền Sương bị một người đàn ông của nhân tộc mang đi, ta rất tò mò loại đàn ông nào có thể khiến ngươi rung động, liền lẻn ra ngoài tìm các ngươi. Mỗi một hành động của Vũ Thần đều mang theo sự quyến rũ không thể tả, khiến trái tim của Ngô Bình lỡ một nhịp, bởi vì cô ta lại là một trong những người đẹp trong sách mỹ nhân. Hắn không khỏi thầm thắc mắc, chẳng lẽ trong quyển sách đó không chỉ có nhân tộc mà còn có cả thần tộc. Hình như mối quan hệ giữa Kim Huyền Sương và Vũ Thần khá tốt, cô ta giới thiệu với Ngô Bình, nàng ấy là Vũ Thần Vân Thường, vũ công giỏi nhất của thần tộc. Dòng dõi của Vũ Thần có yêu cầu cực kỳ cao về tài năng, nàng ấy là người duy nhất trong thế hệ này trở thành Vũ Thần. Ngô Bình cảm thấy tò mò, hỏi, khiêu vũ có gì khó? Kim Huyền Sương nghiêm nghị nói, Lý công tử đừng coi thường khiêu vũ, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều có thể kết nối với trời đất, mượn sức mạnh phi thường. Tuy nhiên, vai trò của Vũ Thần chủ yếu là ở hiện trường chiến tranh quy mô lớn. Chỉ với một điệu nhảy, tinh thần của ba quân sẽ tăng lên gấp nhiều lần, sức chiến đấu tăng vọt. Đôi mắt của Ngô Bình mở to, thần kỳ vậy sao? Vũ Thần nhìn Ngô Bình, cười nói, tiểu ca ca, nếu ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi. Kim Huyền Sương, Vân Thường, nói đi, ngươi tìm ta làm gì? Vũ Thần Vân Thường khẽ mỉm cười nói, Lý công tử là cao thủ luyện đan, ta có việc cần hắn giúp đỡ. Kim Huyền Sương cười nói, giúp đỡ cũng được, nhưng ngươi muốn dùng thứ gì để báo đáp chúng ta? Các ngươi, Vũ Thần cười chế nhạo, sao vậy, hiện tại các ngươi đã là người một nhà rồi sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Kim Huyền Sương đỏ bừng, cô ta nói, Lý công tử là bạn của ta đương nhiên đứng về phía hắn. Vũ Thần hừ lạnh một tiếng, ngươi là bạn thân của ta, gặp được người yêu thì lại phớt lờ ta. Kim Huyền Sương vội vàng đổi chủ đề, ngươi muốn luyện đan sao? Vũ Thần nói, ngươi cũng biết, ta đã hiểu được điệu múa thứ 6 trong Thiên Vũ Cửu Khúc. Điệu múa thứ 7 sau đó cực kỳ khó khăn, muốn tiếp tục hiểu rõ thì phải dựa vào ngoại lực.
Dòng dõi của Vũ Thần đã kế thừa một đan phương, nhưng chưa bao giờ luyện chế ra được, ta muốn nhờ Lý công tử giúp đỡ. Kim Huyền Sương nhìn Ngô Bình, cười hỏi, Lý huynh, người có bằng lòng giúp nàng ấy không? Ngô Bình rất hứng thú với Thiên Vũ Cửu Khúc, nói, ta có thể thử xem. Tuy nhiên, kiến thức của ta về Thiên Vũ Cửu Khúc rất hạn chế. Vân Thường cười nói, việc này dễ dàng, ta sẽ khiêu vũ cho công tử xem. Cô ta vừa dứt lời, xung quanh đột nhiên vang lên thần nhạc, dưới chân Vân Thường cũng xuất hiện sương mù sáu màu, cô ta nhảy múa trên sương mù. Với điệu nhảy này, ánh sáng giữa trời và đất dường như đều rơi vào người cô ta, mỗi cái cao mày và mỗi nụ cười của cô ta đều là đẹp nhất trong trời đất. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh huyền bí giữa trời và đất chiếu xuống, ban tặng cho Ngô Bình, khiến cả thể xác và tâm hồn của anh đều thăng hoa, tuyệt không thể tả, cảm giác tốt đẹp không thể hình dung. Một lúc sau, vũ điệu dừng lại, nhưng Ngô Bình lại đắm chìm trong đó, không cách nào thoát ra được. Đây là Thiên Vũ Cửu Khúc sao? Thật sự rất tuyệt vời. Ngô Bình ngạc nhiên kêu lên, nếu nghĩ kỹ, điệu múa này huy động các sức mạnh khác nhau giữa trời và đất, những sức mạnh này hội tụ và tạo ra hiệu quả tương tự như đan dược. Nguyên tắc của thế giới đúng là giống nhau. Vân Thường cười nói, công tử miêu tả rất chính xác, đây là điệu múa thứ 5 trong Thiên Vũ Cửu Khúc. Sau đó Ngô Bình cẩn thận hỏi thăm tình huống về Thiên Vũ Cửu Khúc, sau đó nhìn vào đan phương. Thiên hạ thường nói, đến lúc cuối cùng thường là trăm sông đổ về một biển. Rất nhanh anh đã nảy ra ý tưởng và bắt đầu thử ngay lập tức. Trong tay anh có rất nhiều dược liệu, Vân Thường cũng chuẩn bị rất nhiều, rất nhanh thôi đã tập hợp đủ một nhóm dược liệu, bắt đầu luyện chế đan dược. Thiên Vũ Cửu Khúc đã truyền cảm hứng cho anh rất nhiều, lò đan dược của anh đã tạo ra những thay đổi chưa từng có. Khi viên đan dược đầu tiên được luyện chế ra thì có thần nhạc xuất hiện, được bao quanh bởi ánh sáng thần thánh, 24 thần nữ khiêu vũ xuất hiện. Vân Thường là một người thạo nghề. Cô ta nhìn những thần nữ này và nói, đã rất tuyệt vời rồi, nhưng âm nhạc và điệu múa của những thần nữ này có một số vấn đề. Ngô Bình, người có thể nhảy lại cho ta xem được không? Vân Thường gật đầu, lập tức học được vũ điệu của 24 thần nữ và thực hiện một số thay đổi. Sau đó, Ngô Bình luyện chế lò thứ 2. Sau khi đan dược hoàn thành, một ánh sáng thần thánh lao ra, sau khi tỏa ra thì biến thành 24 thần nữ đang nhảy múa. Đồng thời, trên bầu trời xuất hiện rất nhiều bóng dáng của các nhạc thần, phát ra âm nhạc tuyệt diệu. Nhưng sau một lúc, những hình ảnh này biến mất và ngưng tụ thành một viên đan dược trong suốt. Đôi mắt đẹp của Vân Thường tỏa sáng, cô ta cầm lấy đan dược xem xét một lúc rồi cảm động nói, trình độ luyện đan của Lý công tử thật sự rất tốt, đan dược này hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của ta. Cô ta nhẹ nhàng cúi đầu với Ngô Bình, Lý công tử, ta phải về tìm hiểu điệu múa thứ 8. Nếu thành công, ta sẽ múa cho công tử xem. Sau khi tiễn Vũ Thần Vân Thường đi, Kim Huyền Sương cười nói, đan phương này đã tồn tại nhiều năm, không cách nào luyện chế, không ngờ nó lại dễ dàng hoàn thành trong tay ngươi như vậy. Ngô Bình, thật ra nguyên tắc giữa Thiên Vũ và luyện đan cũng giống nhau, cho nên ta cũng không cảm thấy khó khăn. Đột nhiên, Kim Huyền Sương nói, mẫu thân của ta gọi, chúng ta trở về đi. Trở lại chính điện của thần cung Côn Luân, bữa tiệc sắp bắt đầu, mọi người ngồi vào chỗ. Vương Mẫu ngồi trên đài. Ngô Bình ngồi ở giữa Nguyệt Thần và Hoa Thần, Kim Huyền Sương thì ngồi ở bên cạnh Vương Mẫu, hai mẹ con thỉnh thoảng thì thầm to nhỏ, Vương Mẫu vừa gật đầu vừa mỉm cười nhìn Ngô Bình. Nguyệt Thần, không hổ là phu quân của Nguyệt Thần ta đây, chỉ đi ra ngoài một chuyến đã bắt được trái tim Kim Huyền Sương. Hoa Thần muội muội, người phải nhanh lên. Hoa Thần mím môi cười nói, là do Huyền Bình quân quá hấp dẫn. Lúc này Vương Mẫu bưng ly rượu lên, nói vài câu chúc rượu, sau đó vài mọi người đều uống cạn. Lúc này, có một người bước ra khỏi đám đông, người này có cái đầu nhọn, đôi tai vểnh, đôi mắt nhỏ và ngắn, vẻ ngoài kỳ lạ. Nhưng Nguyệt Thần đã nói với anh rằng người này là hóa thân của Hỏa Diễm Chi Chủ, tên là Đông Phương Diễm. Đông Phương Diễm cầm ly rượu lên, lớn tiếng nói, Vương Mẫu, ta ngưỡng mộ con gái của ngài đã lâu, hôm nay ta lấy hết dũng khí cầu hôn với Vương Mẫu. Kiếm Thần cũng đứng lên. Vương Mẫu, ta cũng có yêu cầu tương tự. Kết quả, hơn 10 thần tộc lần lượt đứng lên, trong đó còn có một số người là dị tộc, họ đều đến đây vì Kim Huyền Sương. Vương Mẫu mỉm cười nói, cảm ơn tình cảm của các vị, nhưng cuối cùng lựa chọn như thế nào là tùy vào các vị. Ta sẽ ra một đề mục, ai hoàn thành được sẽ có thể trở thành ứng cử viên cho vị trí con rể tương lai của ta. Nói xong, bà ta nhẹ nhàng vung tay ngọc, một quả cầu pha lê trong suốt xuất hiện. Trong quả cầu pha lê nhốt một đám khói vặn vẹo đang không ngừng thay đổi hình dạng,
rất kỳ quái. Vương Mẫu nói, đây là một con quỷ dị có 19 tầng cấm, ta đã trấn áp nó nhiều năm rồi. Trong các ngươi, ai có thể chế ngự được hoặc giết chết được nó thì coi như vượt qua. Đề mục này vừa được đưa ra, tất cả những người cạnh tranh đều nhìn nhau. Quỷ dị có 19 tầng cấm đã gần như là cường giả cấp bậc kỷ nguyên, ai có thể đánh bại được. Thần Thái Hư lại là người đầu tiên đứng dậy, trầm giọng nói, ta thử xem. Hắn ta tiến lên một bước và bước vào không gian bên trong quả cầu pha lê. Chỉ thấy hắn ta thả ra bản thể, phun khói đen quấn lấy làn khói kia, hai làn khói đen quấn vào nhau. Tuy nhiên, Thần Thái Hư đã nhanh chóng bị đánh bại, làn khói thần bị chia thành hai phần, một phần bị nuốt chửng và phần còn lại trốn thoát. Sau khi làn khói đen thoát ra, nó biến thành một nửa Thần Thái Hư, phần từ dưới ngực của hắn ta đều bị ăn mất, sắc mặt rất khó coi, không ở lại nữa mà lập tức bay ra khỏi thần cung Côn Luân. Đông Phương Diễm lớn tiếng nói, ta cũng thử xem. Hắn ta lao vào quả cầu pha lê và biến thành một con rồng lửa định đốt cháy làn khói đen kia, làn khói đen biến thành một cái bóng lớn, lao về phía trước, ngọn lửa bị nén lại thành kích thước bằng lòng bàn tay. Tiếng kêu thảm thiết của Đông Phương Diễm truyền ra, hắn ta liều mạng muốn chạy trốn, nhưng bóng đen kia lập tức bao phủ lấy hắn ta, sau đó mọi người nghe được tiếng nhai xương, răng rắc, Đông Phương Diễm cũng không còn phát ra âm thanh nữa. Trở thành món ăn của quỷ dị. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 243.